Nếu như anh chị mua ngay lô đất này thì sẽ được giảm ngay là 500 triệu nha anh chị ha. Dạ, chào anh chị, em là Mai Hoàng Hảo, thì em Hảo đang có mặt ở trên đường DT784. Hi, chào sáng tất cả mọi người, em là Hảo, chào mừng mọi người đã đến với kênh Mai Hoàng Hảo. Hiện tại thì em Hảo đang đứng ở trường tiểu học Trung Mít B. Và hôm nay Hảo sẽ giới thiệu với lại anh chị cô chú mình một cái lô đất đối diện với là cái trường tiểu học Trung Mít luôn. Thì lô đất này với diện tích là ngang là 10 và dài là 34, thì có 100% hữu cư. Thì bây giờ thì em Hảo sẽ quay trực tiếp cho anh chị mình xem nha. Nếu như anh chị mua ngay lô đất này thì sẽ được giảm ngay là 500 triệu nha anh chị ha. Dạ, chào anh chị, em là Mai Hoàng Hảo, thì em Hảo đang có mặt ở trên đường DT784. Và hôm nay em Hảo sẽ giới thiệu cho anh chị là một lô đất với diện tích là ngang là 10m và sâu là 34m, có 100% hữu cư và nằm ở trên mặt tiền đường nhựa. Đường này là đường DT784. Hướng này thì chúng ta sẽ đi về với lại là thành phố Tây Ninh là tầm là 25 cây số, và mình đi về với lại là núi Bà Đen thì sẽ tầm là khoảng là 25 cây số luôn nha anh chị ha. Và đây anh chị mình thấy, bây giờ mình sẽ quay một xung quanh cho anh chị mình xem nè. Đó. Và đất của mình đó là cách với lại cái trường tiểu học Trung Mít B là có 20m thôi anh chị ơi, rất là gần luôn anh chị ha. Đó. Và quay về vấn đề chính là lô đất của mình á là có cái chiều ngang là 10m nha anh chị ha. Thì đã có hàng rào rõ ràng luôn rồi. Đây. Kế bên là nhà cửa rất là đông lúc luôn. Đây, từ ngay mí từ gạch này thì ngang qua cái mí rào bên đây là 10m. Và sâu xuống dưới là 34m nha anh chị ha. Và có hữu cư là 100%. Và đất này á là đã trừ lộ giới rồi anh chị. Đó. Anh chị mình thấy nè, cái đường này á là vừa mới làm hồi năm 2021 thôi anh chị ơi. Đó. Và anh chị đã thấy á, hai bên đường á là rất là rộng rồi. Tổng cái con đường này á là 30m nha anh chị ha. Và không còn làm đường nữa nha anh chị. Đó. Thì chúng ta có thể mua ngay cái lô đất này được giảm ngay á là 500 triệu. Thì Hảo á, là Hảo có làm vài cái video trước rồi là đăng lên ở trên đây anh chị. Đó, em Hảo chèn lên hình lên đây cho anh chị mình xem nè. Đó. Và lô đất á có giá là 4 tỷ 300 triệu, nhưng mà tuy nhiên ngày hôm nay chủ đang cắt giảm là 500 triệu. Bây giờ chỉ còn là 3 tỷ 800 triệu thôi nha anh chị ha. Đó, anh chị mình mua ngay lô đất này thì sẽ được giảm ngay 500 triệu luôn. Và chúng ta có thể thấy là dân cư ở đây đông, hoặc là chúng ta mua để chúng ta kinh doanh đó, xây khách sạn, xây nhà nghỉ hay là xây nhà trọ vẫn ok nha anh chị ha. Đây, kế bên anh chị mình có thể thấy là đây là có một cái anh Lộc Cường cho thuê cái phòng trọ đây anh chị ha, là 10 phòng. Và anh chị mình thấy là mặt tiền đường lớn mà, thì rất là dễ kinh doanh luôn đó. Và từ ở ngay vị trí này chúng ta di chuyển đi tới những cái tiện ích xung quanh đây là có khoảng là một cây số thôi. Chúng ta mình chạy hướng này nè anh chị, mình chạy là hướng này tầm khoảng một cây số, thì ở đó có gồm có là ủy ban xã ở Trung Mít, và đối diện là chợ Trung Mít, và kế bên nữa là Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, nói chung là đầy đủ tiện ích luôn anh chị ha. Và có cả phòng khám đa khoa, có cả trạm y tế, nói chung là đầy đủ hết luôn anh chị ha. Đó. Và sổ thì đã có sẵn rồi, đã có sổ hồng riêng luôn rồi, xong xuôi hết trơn rồi anh chị ha. Anh chị mình muốn mua thì có thể sang tên công chứng trong ngày luôn. Và với giá là 3 tỷ 800 triệu là đã cắt giảm là 500 triệu rồi anh chị ha. Thì mình còn được thương lượng nhẹ nữa anh chị ha, và được bao giấy tờ toàn bộ cho anh chị mình luôn. Và ngay bây giờ thì em Hảo sẽ bay livecam lên cho anh chị mình xem được tổng quan cái lô đất của mình lại nha anh chị ha. Và ngay bây giờ thì em Hảo sẽ bay livecam lên trên cao để cho anh chị mình xem được tổng quan lô đất của mình ạ. À. Và đây theo hướng mũi tên thì đây anh chị mình thấy đây chính là vị trí lô đất. Đất có diện tích là ngang là 10 và dài là 34, có hữu cư là 100%. Anh chị mình muốn xây nhà, xây khách sạn, xây nhà trọ, nói chung là kinh doanh cái gì cũng được nha. Xây mọi thứ trên đất của mình cũng nhận được. Thì đất của mình có hữu cư 100% rồi nên anh chị mình cứ xây thoải mái. Hướng này anh chị mình sẽ đi về thành phố Tây Ninh và đi về núi Bà Đen tầm khoảng là 30 cây số. Còn hướng ngược lại thì chúng ta đi về với lại là thành phố Hồ Chí Minh là 56-57 cây số tầm đó anh chị ha. Và đi về Củ Chi thì sẽ tầm khoảng là 45 cây số. Đi về với lại là khu công nghiệp phía Đông thì tầm khoảng là
20 phút, tầm khoảng 15 phút, 20 phút nha anh chị ha. Rồi, xung quanh thì anh chị mình thấy là dân cư đông. Rồi, trước tiên thì mình thấy dân cư đông rồi. Thì mặt tiền đường này thì anh chị mình kinh doanh cái gì cũng được nha. Và đặc biệt nữa là đường này là đường để những cái cô chú, anh chị mà ở vùng xa, họ đi về đi núi, thì anh chị mình có thể kinh doanh cái gì cũng được. Mình có thể xây tiệm rửa xe cũng vẫn rất là ok nha anh chị ha. Trên đất của mình thì anh chị mình thấy nè, cao ráo bằng phẳng, cao hơn mặt đường luôn chị ơi. Và về vấn đề giá thì em Hảo cũng đã nói rồi. Thì ngay bây giờ thì em Hảo là cho anh chị mình xem sổ. Thì sổ thì đã có sổ hồng riêng rồi, mình có thể sang tên công chứng ngay trong ngày luôn đó. Và nếu như anh chị mình là quan tâm về cái lô đất này đó, quan tâm về cái lô đất này, thì hãy gọi cho em Hảo với số là 0849 388 455. Đã được ghi trên màn hình anh chị ha. Và anh chị mình có thể liên kết Zalo và Facebook của em Hảo luôn. Facebook của em Hảo là Mai Hoàng Hảo anh chị ha. Rồi, khi anh chị mình thấy cái video này, muốn xem đất thực tế, thì hãy gọi cho em Hảo để em Hảo dẫn anh chị mình đi xem nha. Và bây giờ thì em Hảo cảm ơn anh chị đã xem hết video này. Và anh chị thích cái video này, hãy bấm nút like, subscribe và đăng ký kênh với em Hảo, để em Hảo có nhiều động lực hơn để quay nhiều cái lô đất đẹp và giá ngợp cho anh chị mình xem nè. Rồi, và ngay bây giờ thì em Hảo cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị với lại video sau.